Qua một tuần triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng ETC tại tất cả tuyến cao tốc trên toàn quốc, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, công tác vận hành hệ thống ETC cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Anh Trần Văn Trọng, tài xế xe tải ở thành phố Biên Hòa cho biết, anh dán thẻ ETC tại trạm thu phí quốc lộ 1, huyện Trảng Bom, nhưng khi qua trạm thu phí quốc lộ 51, thẻ ETC không thể nhận dạng được nên mất rất nhiều thời gian. Tại khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội và trạm thu phí cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, tình hình giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp xe không đi qua trạm vẫn bị thu phí, như có xe bị trừ tại trạm thu phí An Sương, An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh và tại trạm thu phí BKMX Vĩnh Phú. Một trường hợp khác, bà Tô Thị Vân Anh ở tỉnh Đồng Nai cho biết, một số xe đầu kéo của doanh nghiệp do bà làm chủ chỉ kéo trừ mốc 20 feet, nhưng thường xuyên bị trừ phí tự động 40 feet. Một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vừa qua khi dán thẻ ETC của VETC thì được nhân viên thông báo khu vực phía Nam đã hết thẻ. Nếu muốn dán thẻ nhanh, nhân viên sẽ nhờ người trong công ty chuyển từ Hà Nội ra theo đường sách tay riêng, mỗi thẻ phụ thu thêm 200.000 đồng. Phản hồi thông tin này, công ty cổ phần Taxco, đơn vị triển khai dịch vụ ETC của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết hiện thẻ ETC không thiếu. VETC không có bất cứ quy định thu phí chuyển thẻ hay phí phát sinh nào khác. Cũng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận nhiều ngày tại trạm thu phí, nhiều phương tiện dán thẻ ETC vẫn không quét được khi qua trạm, dù tiền trong tài khoản vẫn còn. Nhân viên trạm thu phí phải quét thẻ ETC bằng máy cầm tay. Tại khu vực phía Bắc, hệ thống vẫn ghi nhận nhiều sự cố trong quá trình giao dịch xe qua trạm. Anh Minh Anh cho biết ngày 5 tháng 8 khi qua trạm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị trừ tiền 2 lần liên tiếp. Tài xế Đức Long ở tỉnh Bắc Ninh cho biết xe đã dán thẻ và trong tài khoản đủ tiền, nhưng qua trạm thu phí thường tính thuộc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ vẫn phải đợi nhân viên thao tác thủ công. Phản hồi trước việc có nhiều trường hợp nạp tiền vào tài khoản giao thông phải mất phí, đại diện hai nhà cung cấp dịch vụ là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và công ty cổ phần giao thông số VDTC khẳng định không thu bất cứ loại phí nạp tiền nào của người dân. Phí này là do phía ngân hàng hoặc đơn vị trung gian quy định. Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải về trạm thu phí đường bộ có quy định các trạm thu phí gây ra lỗi để ùn tắc sẽ phải xả trạm. Nhà cung cấp dịch vụ ETC có trách nhiệm đền bù cho nhà đầu tư BOT. Cơ sở pháp lý cao nhất hiện nay của thu phí ETC là quyết định 19/2020/QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC. Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét sửa đổi theo hướng nâng quyết định này thành nghị định. Khi đó sẽ quy định chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động ETC, làm cơ sở để xử lý trách nhiệm các bên, có chế tài xử phạt cụ thể. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông thống nhất quan điểm là luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện lưu thông. Xe chưa dán thẻ, chưa nạp tiền sẽ được hỗ trợ ngay tại trạm. Khi hệ thống vận hành trơn tru mới tiến hành xử phạt, trừ trường hợp chủ phương tiện có hành vi chống đối. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, trong một tuần qua, các đơn vị đã rất nỗ lực giải quyết bức xúc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, như Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đã bỏ yêu cầu kiểm soát số dư trong tài khoản giao thông, không bắt buộc các tài xế phải có số dư tối thiểu trước khi qua trạm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ duy trì trạng thái tập trung lực lượng ở cấp độ cao nhất trong vòng một tháng, trên tinh thần phục vụ tối đa cho người dân. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra giám sát xử lý triệt để các bất cập của hệ thống ETC, trong đó nhà cung cấp dịch vụ phải khắc phục ngay các lỗi kỹ thuật, đặc biệt là lỗi không nhận diện thẻ. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường nhân lực trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ cho phương tiện.